Hello các bạn, và ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho mọi người hai sản phẩm liên quan đến tóc tai của 91S. Đó chính là Craft và Blink. Và mình biết giờ 91S từ cái thời mà năm 2017. Cái thời đó là mình mới biết vuốt tóc và mình cũng đã sử dụng qua một số sản phẩm của 91S. Và ngày mai thì mình sẽ review cho mọi người hai con sản phẩm mà họ đã ra mắt, và mình thấy là cái sản phẩm này họ khá là tâm đắc để họ làm ra và họ muốn bán cho mọi người. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người hai sản phẩm đó. Và đầu tiên thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về sản phẩm Blink. Và các bạn có thể thấy trên tay mình đây là một cái hộp. Đây là một hộp bằng giấy và nó có một cái, có thể tạm gọi cái này là cái tag đi, cái tag của cái hộp. Và nó sẽ dùng để giữ cho cái hộp, và cũng như là nó sẽ là thông tin của cái lọ sáp này. Và về thiết kế của cái hộp giấy này thì mình thấy là nó khá là đơn giản. Nhưng mà tuy nhiên là chính vì sự đơn giản đấy nó lại là một cái điều gì đó nó khá là ấn tượng với mình. Và ở trên đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp bằng giấy màu trắng. Ở dưới này thì sẽ in logo của 91S. Và ở cái tag này thì chúng ta sẽ có, ở đây sẽ là ghi chữ Blink, ghi chữ sản phẩm của tag sáp khá to ở đây. Và dưới cái tên sản phẩm sáp này thì sẽ là một cái phần phân loại wax, nó chính là texture wax. Ở dưới này nữa nó sẽ ghi thêm thông tin của cái sáp, nó bao gồm là high hole, metal finish và volume boost. Ở đây nó sẽ ghi thêm một số thông tin của cái lọ Blink này. Và ở mặt dưới thì sẽ là logo và một cái câu châm ngôn gì đó của 91S, mà mình thấy là ở trên này họ ghi cũng khá là nhiều cái câu châm ngôn đấy. Và bây giờ mình gặp mọi người sẽ cùng mở cái sản phẩm này để xem bên trong nó sẽ như thế nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Mình sẽ tạm thời để những cái món đồ này ở sang một bên. Và chúng ta sẽ có một lọ sáp Blink và một chai dưỡng tóc. Ok, và bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu đến với cái phần đầu tiên, đó chính là cái hướng dẫn sử dụng này. Thì cái hướng dẫn sử dụng này mình thấy ở đây nó cũng sẽ ghi những cái nó khá là đơn giản. Ở đây là sẽ là ghi là những cái thông tin về cái sáp vuốt tóc này, và mặt sau sẽ là hướng dẫn sử dụng. Và mình nghĩ là cái giấy hướng dẫn sử dụng này thì cho vào đây thì không cho thì là thấy thiếu, mà là cho thì là thấy thừa. Nhưng mà tuy nhiên là mình vẫn sẽ khá là thích những cái tờ như này với những cái sản phẩm ở Việt Nam. Và bây giờ thì chúng mình cùng đi về cái sản phẩm chính của cái video này, đó chính là lọ sáp Blink. Về cái thiết kế của cái sản phẩm Blink này thì mình thấy nó khá là lạ đối với những cái sáp khác ở Việt Nam. Về cái thiết kế của nó thì là lọ nhôm, kim loại không bóng, giống với các lọ Thud and Tumble ở nước ngoài. Và mình thấy cái thiết kế này nó khá là khỏe khoắn. Và cái tông màu chủ đạo của cái label của cái lọ Blink này đó chính là một cái màu xanh nước biển. Nhưng mà tuy nhiên là mình cảm thấy nó hơi thiên hướng navy một chút, và nó có một cái chữ trắng ở đây khá là to. Và cái thiết kế label đơn giản như này thì mình nghĩ là nó cũng khá là ăn điểm, và nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác gì đó nó đàn ông, nó nam tính hơn một chút. Mình thì mình không biết là các bạn sẽ thấy cái thiết kế này như nào, nhưng mà mình sẽ đánh giá cho cái thiết kế này gọi là 8/10. Mình và các bạn sẽ cùng mở hộp nó để đi sâu hơn về chất sáp, mùi hương và một số những cái khác. Và về cái mùi hương của cái lọ Blink này thì mình thấy là cái mùi hương của nó là nó hơi organic một chút, là nó có nghĩa là nó không hề cho mùi hương vào, mà họ chỉ làm cái mùi hương giữ nguyên của cái thành phần này. Các bạn yên tâm là cái mùi hương này các bạn có thể ngửi được và không hề khó ngửi ở mũi các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đánh giá sâu hơn với chất sáp của nó. Vì con này là thiên hướng gọi là thiên hướng paste, cho nên là cái chất sáp của nó sẽ dính một chút này, và khá là mềm, các bạn có thể lấy ra tay và break down khá là dễ. Và đây là một cái điểm cộng cho chất sáp này. Và một cái điểm cộng cho cái lọ Blink này đó chính là các bạn có thể sử dụng nó như mà một cái sản phẩm pre-styling và finish luôn. Khi mà mình pre-styling lên tóc, và nó sẽ cân bằng giữa độ dầu và độ khô của tóc mình. Và mình sử dụng nó, sau đó thì mình sẽ sử dụng thêm chính cái con này để finish. Hoặc là mình sẽ sử dụng cái con nào nó thiên hướng cả một chút để có thể là cho tóc mình nhìn trông nó tự nhiên hơn, nó không bị khô. Và về cái phần pre-styling bằng cái con Blink này là mình thấy là nó khá là tốt. Nó sẽ giúp cho cái bộ volume trên tóc của các bạn được ổn định, nó sẽ tăng hơn một chút volume trên tóc. Và ngoài ra thì nó sẽ tạo nên được cái texture. Và về phần texture thì mình đánh giá khá là cao. nó tạo cho mình những cái lọn tóc, những cái lọn ở trên texture trên tóc nó khá là nhiều và lọn đã rất là to và rõ. Và về cái độ kết dính của cái sản phẩm này thì nó là paste mà, cho nên là nó sẽ kết dính khá là cao. Nhưng mà tuy nhiên là các bạn pre-styling thì nó chỉ cung cấp một cái độ kết dính vừa đủ để cho các bạn có thể là tạo text và finish dễ dàng hơn. Còn về cái độ hâu mà mình đã sử dụng thì mình thấy là cái độ hâu của cái sản phẩm con Blink này nó chính tắc mình được khoảng tầm từ 5 đến 6 tiếng là nó bắt đầu có cái hiện tượng sập và những cái texture, những cái volume, cái kết dính nó bị giảm đi một chút. Thì là các bạn yên tâm đi, nếu như các bạn tóc trung bình đến mỏng thì các bạn hãy sử dụng cái con Blink này, bởi vì là độ hâu của nó sẽ đạt lên khá là cao. Mình đảm bảo với các bạn là nó sẽ phải trên 10 tiếng. Và tiếp theo thì chúng ta cũng đi tìm hiểu một cái sản phẩm cuối cùng ở trong cái pack của cái lọ Blink này, và đó chính là một cái chai dầu dưỡng tóc Healing Oil. Thì mình sẽ nói qua về cái này bởi vì là thì mình sẽ review qua về cái chai này, bởi vì là cái chai này thực sự là muốn review nó ấy thì các bạn phải dùng một cái thời gian rất là dài, một đánh giá xã hội thì các bạn phải dùng một cái thời gian rất là dài. Và về cái chai dưỡng này thì các bạn có thể thấy là cái chất của nó là một cái chất màu vàng đậm, và cái label của nó thiết kế cũng khá là đơn giản. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chai dài khoảng gần một gang tay và đựng được khoảng 15ml cái chất này, và nó một cái chai nhựa trong suốt và có một cái label có chữ Healing Oil ở đây. Và đây là một cái chai dưỡng tóc và các bạn có thể sử dụng nó khi mà các bạn gội đầu xong và sử dụng một cái lượng vừa đủ lên tay của các bạn và rồi xoa đều lên đầu và để qua đêm đi ngủ. Và cái chai này khi mà các bạn sử dụng lên tóc thì nó không hề bị gây bết, nó sẽ giúp cho tóc của các bạn mọc nhanh hơn và nó sẽ làm cho tóc của các bạn chắc khỏe hơn. Và tiếp theo thì mình sẽ unboxing và review cho mọi người sản phẩm tiếp theo, đó chính là Craft. Và về cái thiết kế của cái lọ Craft này thì nó hoàn toàn giống với cả cái lọ Blink, nhưng mà tuy nhiên nó thì khác về cái tông màu chủ đạo và một số cái thông tin ở trên này. Về cái điểm giống nhau thì mình sẽ không nhắc lại nữa và mình sẽ nói về những cái điểm khác ở trên này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chữ Craft, một cái tên sản phẩm khá là to, và cái tông màu chủ đạo này là một cái tông màu chủ đạo màu xanh rêu và nó có màu vàng ở dưới này nữa. Và nó sẽ có một cái thông tin cơ bản ở trên này như là clay wax, stronghold và made to finish và medium way và thể tích ở trên này nữa. Và bây giờ thì mình với các bạn sẽ unboxing cái sản phẩm này để xem là bên trong nó sẽ như nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái giấy, nhưng mà tuy nhiên giấy này không phải là cái hướng dẫn sử dụng nữa mà là một cái ghi là scan ngay. Và các bạn có thể sử dụng cái này bằng cách là scan bằng Messenger. Và thiết kế của cái này thì mình thấy là nó khá là giống thiết kế với cả cái lọ của cái Blink, là nó bao gồm một hũ sáp và một lọ dưỡng tóc. Và bây giờ chúng sẽ lấy hết sản phẩm này ra để review cho mọi người. Ở đây là chúng ta sẽ có một bộ đôi sản phẩm là clay wax và một lọ oil để dưỡng tóc. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với cái lọ clay wax này trước. Về cái thiết kế thì nó khá là giống với cả cái lọ Blink kia, là nó đựng ở trong một cái hũ nhôm không bóng và có một cái label và in cái những cái thiết kế của cái label này nó khá là đơn giản. Và tông màu chủ đạo của nó là một màu xanh rêu và với cả màu vàng. Cái label nó thì được dán quanh cái hộp bằng nhôm này. Và ở trên nắp thì cũng có một cái label nhỏ nữa, nó cũng y hệt như cái lọ Blink kia. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp nó, đánh giá về chất sáp cũng như là cái hiệu năng của cái sản phẩm này. Thì một cái điểm khá là giống như ở trên cái lọ Craft này đó chính là về cái mùi hương. Về cái mùi hương ở trên cái lọ Craft này thì nó cũng khá là xem với cả cái lọ Blink. Nó là một cái mùi hương organic từ những cái sản phẩm ở trong này. Và về nó là một cái loại sáp dành cho tóc trung bình đến dày, nên là cái lượng sáp của nó cũng phải tăng lên. Về cái phần breakdown của cái chất sáp này thì mình thấy là nó sẽ hơi khó một chút so với cái lọ Blink kia, vì đó là clay wax. Nhưng mà tuy nhiên là các bạn yên tâm là vẫn có thể lấy ra một cách khá là dễ dàng. Các bạn chỉ cần dùng thêm một chút lực để lấy được cái chất sáp này ra và breakdown ra tay. Và cái hiệu năng của nó thì các bạn có thể thấy là ngay trên tóc của mình đây. Mình đang vuốt cái con Craft này thì cái con Craft này nó cung cấp cho mình một cái độ ẩm nó vừa đủ. Bởi vì là thường ấy là những cái người tóc dày và tóc trung bình thì thường là tóc họ khá là khô. Nó sẽ cung cấp cho mình một cái độ ẩm vừa đủ để các bạn có thể là restyle lại. Của cái một cái đặc điểm của cái con Craft này là khi mà các bạn sử dụng đến tóc của các bạn ạ, thì nó sẽ các bạn sẽ cảm nhận được một cái độ gì đó, nó cảm giác như là nó sẽ bị đóng băng cái lọn tóc của các bạn lại. Và nhưng mà mình không hiểu sao đấy chỉ là cái cảm giác. Và những cái lần restyle lại á thì thường là volume này, texture các bạn có thể thấy là nó ra khá là nhiều đúng không? Nó ra khá là nhiều và tự nhiên. Và về cái sáp này đúng là sáp về chất tóc của mình, cho nên nó sẽ cung cấp cho mình một cái độ hâu khá là tốt. Nó phải độ hâu của nó phải trên 12 tiếng. Vì con này là một cái con clay wax, cho nên là chúng ta sẽ cần có một cái thời gian nhất định để có thể là những chất sáp ở trong này nó ăn vào tóc của mình, khiến tóc của mình đẹp hơn. Thì nó phải rơi vào khoảng tầm từ 15 đến 20 phút. Về cái độ bóng của cái con này thì các bạn có thể thấy ngay ở trên tại tóc mình đây. là một cái độ bóng nó vừa đủ, một cái bộ bóng mờ nó khá là khỏe trên tóc mình. Và về cái chai Smooth Oil này thì các bạn đọc lên các bạn cũng đã hiểu được phần nào của cái chai tinh dầu này rồi đúng không? Thì đúng rồi, cái chai tinh dầu này nó chính là một cái chai tinh dầu dưỡng tóc các bạn, giúp các tóc các bạn mềm mượt hơn. Thì cái sản phẩm này á, và nó sẽ giúp tóc các bạn khỏe hơn và mọc nhanh hơn. Và còn cái chai Smooth Oil là sẽ giúp cho tóc các bạn mềm mượt hơn. Mình nghĩ là cái chai này nó cũng khá là cần thiết cho mình. Và các bạn có thắc mắc gì về hai sản phẩm Blink và Craft này thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho page của 91S hoặc là comment bên dưới thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Và về cái link mua của hai sản phẩm Blink và Craft này thì mình sẽ để ở phần mô tả bên phía dưới, và các bạn có thể click vào đó để mua một cách khá là dễ dàng. Và đó chỉ là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về hai sản phẩm của The91s. Và rất mong là các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là nhấn like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và chào mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.